tôi số video. Năm nay mình nghĩ khá là mới, khác lạ so với 2 năm trước. Mình hy vọng là cái chủ đề năm nay sẽ thỏa sự sáng tạo của các bạn. Năm nay rất là hay và đặc biệt. Và mình cũng khá là thích cái chủ đề này tại vì nó cũng là một trong các ý tưởng của mình. Mình muốn đề là khá lâu rồi. Rất là thích chủ đề này. Chủ đề của Hollywood năm nay là một chủ đề mới, không được đào lắm nhưng mà mới. Tại vì là mình có thể thay vì làm phim không thì có thể làm ca nhạc để hát hò. Nó sẽ có thể là vui hơn là chỉ làm phim không. Mình nghĩ năm nay thi Hollywood thì sáng tạo năm ngoái, một buổi năm ngoái thì mình không trực tiếp tham gia từng đội chơi nhưng mà mình đã được đến vào buổi cuối cùng của chiếu phim và mình thấy mình hy vọng là năm nay sẽ có nhiều đổi mới hơn so với năm ngoái. Thì các bạn ạ? Mình thấy chủ đề năm nay khá là thú vị. Thế là mình rất thích kiểu xem parody ở MV trên mạng ấy, thì đây cũng là một dịp để xem là sự sáng tạo của các bạn trong step của mình như thế nào. Đề của cuộc thi năm nay thì do mình nghĩ ra nên là mình đánh giá là nó rất là hay. Tuy nhiên thì so với cả những cái lần Hollywood năm trước thì nó rất là khác, bởi vì năm trước là ban chủ nhiệm sẽ chỉ cho các bạn một cái topic chung chung thôi và các bạn sẽ phải tự lên kịch bản, tự diễn xuất, làm tất cả mọi thứ. Năm nay thì nó có giới hạn hơn một chút, tức là các bạn sẽ dựa trên một cái gì đó đã có sẵn, từ đó sáng tạo lên. Thì điều đấy không có nghĩa là các bạn không thêm đắt cái tính sáng tạo ở đấy, mà nó có nghĩa là các bạn phải từ trên một cái nền nào đấy và thể hiện những cái cá tính riêng của mình. Mình nghĩ là đấy là một nét mới và nó cũng là một cái rất là hay và sẽ đem đến rất nhiều bất ngờ cho chương trình. Mình thấy các bạn đội nào cũng nhiệt tình hết. Mặc dù hình như đội của mình năm nay thì chưa đâu và phải đâu cả, nhưng mà hy vọng là vẫn có thể hoàn thành kịp cho buổi công chiếu. Thì còn anh ạ? Mình nghĩ thì các đội đều rất là hăng say để hoàn thành tác phẩm của mình. Và mình hy vọng là các đội chơi sẽ hoàn thành tốt. Thì khá là hồi hộp khi mà phải cạnh tranh với hai nhóm còn lại. Tuy nhiên thì nhóm mình cũng đã có những sự chuẩn bị tương đối và mình nghĩ là kết quả của nhóm mình sẽ làm hài lòng các bạn xem. Các đội chơi năm nay thì đều là những khuôn mặt quen thuộc, và chính vì là những khuôn mặt quen thuộc đã tham gia những khuôn trước cho nên là sức cạnh tranh nó cũng cao hơn, và rất có thể là mình thì tin rằng là đội nào năm trước đã thắng thì năm nay sẽ thắng tiếp. Các đội chơi năm nay mình đánh giá là vượt số năm ngoái. Mà thật ra thì mình nghĩ là cái cuộc thi Hollywood này nó chủ yếu là về cái tính sáng tạo và cái cách mà các bạn làm việc với nhau để lên cái ý tưởng gì đấy cho nó thật là độc đáo và nó thật sự giải trí cho tất cả những bạn đến tham gia. Nên là và mình luôn luôn đánh giá cao cái tính sáng tạo của các thành viên một cách, nên là mình nghĩ là cuộc thi năm nay cũng như mọi năm sẽ rất là hấp dẫn. Nam chính thì mình nghĩ là mình béo, mình vote cho mình béo. Còn nữ chính thì mình nghĩ là thôi mình vote cho Việt. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Theo mình thì vị trí xuất sắc nhất có thể là mình. Nam chính xuất sắc nhất có thể là mình. Vâng, xin cảm ơn. Hi, Super X có Huyền là một diễn viên tiềm năng và cố lên Huyền ơi, có thể giải bài cho mọi người em. Ừ, thế thì Nam cố lên nhá, cả Nam và Huyền nhá. Cho hai hạng mục này thôi cũng không thể đoán trước được, tại vì riêng nhóm mình tất cả các diễn viên đều rất xứng đáng cho danh hiệu này. Quá trình làm thì sẽ chọn bông nhóm mình.